Phật tử á, thì đây là những Phật tử mới đầu tiên á, thì đây là đầu tiên là mình nói về Tam Bảo ha, nhưng mà đối với chữ Tăng á, Tam Bảo ha, tức là ba cái quý báu trong cái cõi thế gian này ha, mà không những trong cõi thế gian này mà gần như là trong lục đạo, tức là trong địa ngục nó vẫn coi là quý, ngạ quỷ nó vẫn là quý, súc sanh vẫn là quý, và tất cả là 28 cõi trời đều coi Tam Bảo đều là bảo, là quý, không phải riêng cõi người không, riêng cõi trời là quý. Thì một cái mất mát rất là lớn cho mình đó, đó là Phật Bảo đã không còn nữa. Phật Bảo giờ không như Đức Phật đã nhập diệt rồi, thấy không? Đức Phật với mọi thế giới đó, trong một cái thời kỳ trụ của cái thế giới đó, cái thế giới mình đang ở đó, trong kinh điển nó nói là thuộc về đó là cái trụ cõi Sa, là cõi Ta Bà, là cõi trụ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ngài đã nhập diệt là hơn 2500 năm rồi. Thì thế giới này gọi là thế giới không Phật, chỉ có thế giới của mình là không có Phật thôi. Thì trong Tam Bảo nó đã mất một bảo rồi, thấy không? Chỉ còn hai bảo, là hai cái bảo là gọi là Pháp Bảo và Tăng Bảo. Trong khi Pháp Bảo á, tức là những cái giáo pháp của chư Phật hoặc là những bậc Thánh Tăng. Thánh Tăng tức là những đệ tử của Phật hay các vị Bồ Tát, họ để lại mà được Phật xác nhận. Trong kinh điển nói chỉ trở thành Pháp Bảo khi nào cái đó đúng lý, tức là giảng như là đúng theo cái tâm của Đức Phật. Nếu mà cái một vị Bồ Tát hay một vị Thánh Tăng họ giảng mà không đúng ý Đức Phật đó, thì Phật không xác nhận. Trong cái điển đó, nó chia ra làm ba loại là kinh lực luận. Trong đó hai phần đó, phần kinh và phần luật đó, là Phật thuyết. Còn phần luận đó tức là nhiều khi những cái bài pháp của Phật nó quá sâu đi, rồi đệ tử học không hiểu. Hay là những cái giới của Đức Phật họ đặt ra mà Phật tử không có hiểu, thì chư tổ sẽ làm cái luận, tức là sẽ đem vấn đề đó ra mổ xẻ. Thì nó gọi là trong cái Tam Tạng chỉ có luận tạng, thì gần như là 99% luận tạng là đa số là chư tổ và các vị Thánh Tăng viết. Chỉ có 1% thôi, lâu lâu là Phật nói một cái bài hoặc triển khai thêm cái bài kinh thì Phật cũng để tên là luận. Chẳng hạn như là Bồ Đề gì đó, Kim Cang Kinh Luận đó, là một quyển kinh mà nói về Bát Nhã, thuyết cho Ngài Văn Thù mà Phật luận ra. Thành ra luận đó, đa số, phải nói là luận đa số đó, là do chư tổ hoặc là những người phàm mình. Chứ bây giờ mình viết một cái bài, mình nói về cái gì mà mình không có giác ngộ thì vẫn gọi là luận, hay là luận giải về cái gì. Chỉ có kinh và giới là do Phật thuyết, và do những cái chúng sanh trong lục đạo thuyết mà Phật xác nhận. Chẳng hạn như chư thiên thuyết bài kinh, trước mặt Phật thuyết một cái bài nói về một cái gì đó, rồi các vị Thánh Tăng mới hỏi rằng là cái bài này theo Phật có đúng hay không, thì Phật nói rằng quý vị nên đúng như vậy mà hành trì. Thì cái bài kinh như vậy đó, nó trở những cái bài mà chư Tăng thuyết, mà những Thánh Tăng thuyết, hay là chư thiên hay là chư lục đạo chúng sanh nói mà Phật xác nhận đó, thì nó trở thành kinh. Tức là Phật nói là đúng như vậy mà hành trì, tức là Phật xác nhận là cái này là đúng như ý của Phật, đúng không có sai gì với chân lý, thì trở thành kinh. Thì bây giờ phải nói rằng là mình rất là tiếc
phải không? Mình bị một cái nạn, nó nói là trong tam tai bắt nạn, là mình bị cái nạn là nạn không có Phật, phải không? Sanh vào cái thời mà không có Phật, phải không? Đó, phải không? Thực sự Chư Tăng mà nói, Chư Tăng nó mà nhắc tới cái này Chư Tăng buồn đó, phải không? Là như vậy thì chắc không có buồn đâu, phải không? Mình sanh không có tiền rồi mới buồn chứ, phải không? Xong có tình yêu mới buồn, không có tài sản mới buồn chứ, nghe nó không có Phật không ai thấy buồn hết. Mà có đâu thua gì đâu, bởi tôi cũng có tiền bạc, tôi cũng có con cái, tôi cũng có cha mẹ, tôi cũng có tài sản, tôi cũng có quốc gia, tôi có hết tất cả thì họ Phật đâu thích gì nữa. À, nhưng mà Chư Tăng thì nó buồn lắm, cũng như là hồi xưa đó, nghĩa là quý vị coi cái Tây Du Ký gì, quý vị biết là ngài đường Quyền Trang, hoặc là Trần Quyền Trang á, tức là ngài Quyền Trang pháp sư á, gọi là Tam Tạng pháp sư á, đi thỉnh kinh. Đại diện vô đường, ngài là gọi là em kết nghĩa với vô đường đường, rồi đi đại diện vô đường đi qua bên Thiên Trúc. Thiên Trúc bây giờ nó gọi là miền Bắc á, Ấn Độ thỉnh kinh. Thì ngài Ngô Thừa Ân mới dựa vào cái tích đó mới viết thành ra cái Tây Du Ký. Cái Du Ký là một cái chuyện có thật, cái chuyện đó là nó phỏng thôi. Thì mới có Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới này kia đó, là bên Tàu nó viết thành cái chuyện phỏng như vậy. Nhưng mà thật sự là ngài Đường Quyền Trang có đi, thì ngài đi đó thì có hộ vệ, có sứ giả của vua theo, đem ấn tín của vua theo hết trơn á. Thì dọc đường thì bị qua sa mạc rồi chết hết trơn rồi, chết hết rồi. Và cuối cùng ngài đi cầm thấy cái ấn truyện của vua, ngài cầm ấn truyện của vua, ngài đi thì đi tới quốc gia nào trình cái thông điệp của vua Đường á, thì người ta cho qua, có nhiều chỗ tiếp rước cũng rộng rãi lắm. Thì mà ngày đi thì có những lúc mà ở sa mạc bị nghĩa là khát nước đói khát, thì ngài cũng cầu niệm Quan Âm thì cũng có được những cái điểm tốt, cũng có mưa, cũng có nước uống. Có những lúc mà ngài bị như là sơn tặc nó bắt rồi, nó cũng như là theo tục của nó là nó đem ra nó giết á, như nó cúng tế vậy đó, thấy không? Đó, thì ngài cũng niệm Quan Âm, mà niệm là Quan Âm thì ngài tin tưởng Quan Âm đó, thì Quan Âm cũng phụ trì vậy đó, đại khái. Và cuối cùng một cái sơn tặc phải thả ngài đi đó. Thì trong cái lộ trình ngày đi như vậy đó, ngày viết lại cái quyển Đại Đường Tây Dứt Ký. Tới đó là cái gì, ngày Đại Đường mà ngày đi qua xứ Tây Dực, cái ký sự ngày đi, nghĩa là đời Đại Đường mà ký sự, là đi một ký sự của ngày Quyền Trang đi qua cái Tây Dực để mà thọc cầu thỉnh kinh. Tây Dực bây giờ nó là Bắc Ấn Độ đó. Thì cuối cùng thì ngày đi qua bở, là ngày tới cùng thì ngày tới Đại học Ananda. Là ngài học với một vị Di Thức Học, ngài đó gì quên tên rồi. Thì ông Di Thức Học á, ông đó ổng là một, nghĩa là cũng như là một giáo thọ nổi tiếng trong Đại học An Đà mà chuyên môn dạy về Di Thức. Nhưng mà ông đó cái kiếp trước ông làm cái nghiệp gì không biết, mà kiếp này ông bị bệnh hoài, người ông nổi như là phong nổi ghẻ trơn, thành ra ổng không muốn sống, ổng xả cái thân này để ổng đi. Thấy không? Mà họ tu cao rồi, họ nhập định, họ xả thân là rất là dễ. Nhưng mà ngày mới nghỉ vậy tối là ngày thấy Quan Âm hiện ra, Quan Âm nó không được, thấy không? Nếu mà ông xả đi vậy cái nghiệp ông có hết, ông phải giữ cái thân này đi, tương lai sẽ có một vị cao tăng từ bên đường á, từ bên nước Tàu á, sẽ đi qua đây, thì người này nó sẽ làm đệ tử của ông phải truyền cái sớ học cho người này, để sau này người này trở thành một bậc là tôn tượng để hoằng pháp, để mà đền lại tội lỗi của ông như trước. Ông này là tôn chủ của cái phái Di Thức. Thì sau đó thì quả nhiên ông gặp được ngài Đường Quyền Trang, và truyền hết tất cả những học thức và Di Thức Học của ngài Đường Quyền Trang. Thì Đường Quyền Trang đi từ Tây Dứt đem về đó, thì đem rất là nhiều kinh điển, mà trong đó thì ngài về đường đó, thì ngài lập ra cái ban phân dịch kinh điển, tức là truyền giáo pháp của Đức Phật đó. Ở đây mình nói Tam Bảo đó, chính là nhờ ngài Đường Quyền Trang khai sáng đầu tiên mà ở bên Tàu nó có rất là nhiều kinh điển mà nó lưu truyền được tới ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà ngài xiển kinh điển như vậy đó, thì ngài xiển về Di Thức, chứ ngài không có xiển về cái pháp môn khác. Thì phải nói rằng là trước ngài Quyền Trang khoảng cũng những mấy trăm năm, cũng khoảng từ 100-200 năm, thì có một ngài khác. Ngài này là ngài đi với tính cách không có được sự bảo trợ của vua, mà ngài đi tính cách cũng như là vì sùng mộ Phật pháp. Lúc đó là đối với mà Phật giáo á, thì Ấn Độ nó gọi là Trung Quốc, Trung Thổ, tức là cái đất trung ương sanh ra Đức Phật. Còn những cái nước mà chẳng hạn như Việt Nam, Cao Ly, tức là Hàn Quốc á, rồi Mông Cổ, Tây Tạng, là nước Tàu, thì nó gọi là biên địa. Những cái nước đó nó gọi là không có duyên với Phật pháp,
nên ông Phật không xuất hiện ở đó và không được truyền ở đó, thấy không? Đó thành thử ra là mấy ngày mà họ rất cao tăng ở đó, họ mê đạo Phật lắm, họ khao khát về đạo Phật lắm, thành ra ngày pháp hiển ngày mới là đi tìm, đi ngày mới liên lạc kiếm được mấy người thương buôn, họ đi theo cái đường mà gọi đường tơ lụa buôn bán từ nước Ba Tư Thiên Trúc, họ đi qua Trung Quốc để họ lấy hàng Trung Quốc, rồi họ đem hàng ở bên Iran Iraq họ đem qua Trung Quốc. Nước Iran bây giờ nó gọi là Ba Tư hồi xưa đó, thấy không? Đem qua Trung Quốc để đổi hàng, thì ngài kiếm được con đường tơ lụa đó là ngài đã đi theo thương buôn mà đi theo con đường đó đi qua Trung Quốc để học, thấy không? Thì ngài đi qua Ấn Độ để học, thì đi qua con khi mà ngài đến Ấn Độ thì ngài đi thăm hết mấy cái chỗ của Đức Phật nó nhập diệt. Thì có một lần ngài mới lên tới núi Linh Thú, cái đêm đó ngài lên Linh Thú, thì núi Linh Thú hồi xưa không phải như bây giờ đâu, nghĩa là bây giờ rừng rậm không có, cái đường đó rậm rừng không à, thấy không? Đó có cái đường nhỏ mà đi lên núi thôi, thấy không? Đó, thì ngài nhờ mấy người mà ở dưới hướng dẫn ngài lên, thì mấy người dưới dẫn lên, nhưng mà ngài nói nguy hiểm lắm, con đường này là thú dữ nhiều lắm, thấy không? Đó, thì đi bộ mà đường phá phải khai phá, rồi ngài đi lên trển thì cũng trưa chiều rồi, thì mấy người nói thì bây giờ thầy ngài lễ bái chỗ này xong xuôi đi rồi ngài đi xuống, chứ bây giờ nếu mà để ở đây tối nè là sẽ có những cọp những beo thú dữ nó ra họ không ở đâu. Thì ngài nói không, ngài nói là đây là có những cái chỗ này là chỗ Đức Phật hồi xưa tại nơi Linh Thú Sơn này thích thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết kinh Lăng Nghiêm, mấy cái kinh lớn ở đây. Ngài muốn tối nay thầy ở ngay chỗ này để là ngài tụng lại cái bộ Lăng Nghiêm để mà nhớ lại công đức của Đức Phật. Thành ra mấy vị kia họ cản quá không được, thì cuối cùng họ nói thôi giờ nếu mà ông ở đây thì chết ráng chịu à. Chứ họ không có chấp nhận ở đây để họ chết chung, thì cuối cùng họ xuống hết. Thì tối đó ngày pháp hiển mới là bài kinh điển ra, còn ngay chỗ cái núi Linh Thú hồi xưa nó khi nào mà đi bên Ngũ Đồng Tâm á, thì có thấy cái núi Linh Thú nhỏ xíu à. Cái núi Linh Thú ở bên kia nó nhỏ tí rồi, chứ nó không có lớn nhưng mà tưởng tượng phải không? Cái mặt bàn của nó cỡ bằng chính điện mình vậy thôi hết à. À, thì ngài mới khóc, ngài khóc là nói là mình làm cái thân cái câu tạo tiếng tạo nó hay lắm, thầy lâu quá thầy quên rồi. Ông nói là mình làm cái mình bạc phận nào mà mình sanh ra vào thời không có Phật, thấy không? Khi mà Phật nhập diệt rồi tại sao mình mới sanh ra, tại sao mình không được sanh ra vào cái thời có chánh pháp có Phật để mình được học được cái gì Phật dạy để mình được giải thoát. Nhưng mà may mắn gì mà nay mình tới được cái chỗ của cái pháp này. Ngài tụng bài kinh vậy đó, ngài tụng bài tán đó trong kinh điển cũng nổi tiếng lắm, bằng tiếng Tàu, thấy không? Thì cũng như ngày ta tán rằng là mình bạc phước bạc phận, cũng như mình sanh ra trong cái tám cái ta gọi là bát nạn, nạn sanh ra không gặp Phật, nhưng mà mình được cái may mắn rằng là mình còn tin vào pháp, mình đã xuất gia làm tăng, và nay mình có cơ duyên để mình tới được ngay chỗ cái di tích của Đức Phật ngay chỗ này, mà chính tại nơi đây Đức Phật đã giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó thì ngài bắt đầu ngài ngồi ngài đọc tụng Lăng Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm chú, thì lúc đó cọp nó ra quá trời luôn, cái cọp nó ra ta tụng đó, nó ra nhưng mà nó quỳ đó thôi, trong cái kiến sự của ngài pháp hiển đó, lúc đó mấy con cọp nó không có cắn hả, nó quỳ đó nghe thầy tụng hết cái Lăng Nghiêm thì nó rút đi hết. Thì sáng làm sao á, mà ngày đánh lễ xong thì ngày xuống, cái bạn kia gặp ngày thấy ngày còn sống, mình nói sao còn sống có cọp rau, không nói có, nhưng mà đại khái là không có làm gì hết trơn. Đó là ký sự ngày pháp hiển, thì pháp hiển thì sau đó thì ngày pháp hiển đi qua trước là đường Huyền Trang nữa, nhưng mà đường Trang nổi tiếng là tại vì đường Huyền Trang là lãnh cái sớ điệp của vua đi, thành thử ra là đi đâu có tiền hô hậu ổn đi về là bao nhiêu nước, nó cho bao nhiêu, nghĩa là những cái người hộ tống đi theo để mà đem mấy kinh điển chở nặng đem về. Dịch kinh còn lại pháp hiển đi trước thì ngài cũng ghi ký sự lại nhưng mà không được nổi tiếng bằng ngài Đường Trang. Đây sẵn cơ hội đây thì mình nhắc lại cái quý của pháp, cái quý của Phật, thì mình bị cái nạn mà mình không có biết. Cái nạn đó đầu tiên là mình sanh ra nhập thời là Đức Phật đã nhập diệt, thấy không? Đức Phật tức là Đức Phật cõi mình đó nha, nhập diệt, thấy không? Trong cái thế giới hệ của Đức Phật á, thì cái quả địa cầu của mình nó là một trong cái thế hệ của Đức Phật thôi, mà cái cõi mình ở nó gọi là cõi Ta Bà, thấy không? Nó nói là chung quanh cái cõi của mình á, mười phương thế giới á, nó có những cõi Phật khác, chẳng hạn như ở phương Tây nó có Phật Cực Lạc, ở phương Đông có Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai vân vân vậy đó, ở phương Nam có Phật Bảo Sanh, nghĩa là nó nói vô lượng vô biên vô số thế giới. Nhưng mà một cái bất hạnh nhất của mình á, là cái cõi của mình nè, là cõi Ta Bà là nằm cái cõi là nằm cái thời không có Phật,
Thành ra mới nói là chúng sanh bạc phước, sanh vào cái thời mà không có những bậc giác ngộ và đầy đủ phước báo để mà giải quyết tất cả những cái phiền não, cái đau khổ của mình để làm cho mình giải thoát rốt ráo. Thành ra nhưng mà cái cõi của mình nó còn khổ hơn các cõi khác nữa. Cái cõi khác nó không Phật nhưng mà nó sống theo thập thiện, tức là nó sống theo cái pháp lành, tức là trong những cõi khác nó không có trộm cướp, không có mà nghĩa là nói ác, không có cái tâm gọi là sân hận giết chóc. Những cái cõi khác á, đời sống chúng sanh á, nó sống tới 80.000 tuổi nó mới chết. Nó gọi là cõi của phước báo của cái kiếp trụ của cái cõi đó. Mặc dù không có Phật nhưng mà người ta vẫn sống là thánh pháp. Cõi mình á là cõi rất là tệ. Cõi mình phải nói rằng là cõi mình là cái cõi mà gần như là đã là không có Phật rồi. Thấy không? Mà tâm chúng sanh là tham sân si. Thấy không? Mà đa số cái nghiệp chúng sanh làm trong cái cõi này đó thường là sanh xuống thôi chứ không có sanh lên. Thế hồi xưa mà lúc Phật Thích Ca là cái Phật giáo chủ cõi này đó. Mà ngài đó, ngài mà tuyên thuyết sau này con ở ngay cõi ta bà lúc thời chúng sanh. Cái lúc mà cái kiếp mà gọi là cái kiếp mà đời sống chúng sanh á chỉ còn 120 tuổi. Mà cái niệm tham sân si chúng sanh rất là mạnh thì con ở cõi đó sẽ thành Phật. Ngài tuyên thuyết vậy là lúc đó ngài tuyên thuyết đó, ngài bảo tặng Như Lai, ngài khen tặng vô cùng. Ngài nói là một vị Phật á giống như hoa U Đàm, tức là cái hoa đó ngàn năm, ngàn triệu năm mới nở một lần. Nghĩa là lâu lắm mới có vị Phật thành tựu đầy đủ công đức đến thành Phật. Mà với công đức và trí tuệ như vậy đó thì đời sống thọ mạng của vị Phật đó đó nghĩa là phải sống hàng tỷ năm, giống như có Phật A Di Đà vậy đó, sống hoài phải chết. Thấy không? Nhưng mà ông á, vì tất cả chúng sanh đau khổ ở cái cõi mà đầy cái ác, từ thượng chúng sanh đó mình tâm nó càng ác á thì đời sống nó càng giảm. Thấy không? Cái phước nó ít đến nó giảm thì ông Phật ổng ngày quan sát thấy tới một cái thời gian nào cái cõi của mình nè, cái cõi mình bây giờ cõi mình thì còn trung bình là sống còn 80 tuổi à. Còn mà thời Đức Phật còn sống á thì trung bình là ta sống 120 tuổi. Thấy không? Đó. Giờ 100 tuổi á. Cái Phật nói là 100 tuổi. Giờ mình trung bình 100 tuổi tại vì 2000 năm rồi. 2000 năm là mỗi 100 năm mình giảm 1 tuổi, 1 tuổi vậy đó. Bây giờ trung bình đời sống người ta là 100 tuổi. Thấy không? Đó. Mà thường thường á những cõi Phật khác á thì đời sống 80 mấy ngàn tuổi người ta mới chết. Cái phước báo ta mạnh lắm. Thấy không? Thành ra cõi Phật mà tất cả cõi Phật khác á, nhưng mà cõi cực lạc thì sống vô lượng vô số vô biên không nói. Còn những cõi khác đó, thì đời sống chúng ta phục báo mạnh. Thành ra thường thường mà cái đời sống mà phục báo chúng ta thấp đó, thì Phật không xuất hiện à. Bởi vì Phật xuất hiện nó nói ta không nghe, tại người ta không có tin nữa. Thấy không? Mà Đức Phật Thích Ca lúc đó ngày quán sát thì thấy những chúng sanh ngay cõi đó mà khổ đau, đọa địa ngục, đọa địa quỷ, thành quỷ, thành những cái loài thú à, rồi thành ra những vị Atula thần rồi anh giúp được không à, tam ác không có diệt. Mà ngài tội nghiệp quá đi thì ngài mới đối với trước Phật Bảo Tạng, ngài mới nói là sau này nếu mà con thành Phật á, con chọn cái cõi mà ngũ trược ác thế, nghĩa là cõi mà chúng sanh nghĩa là tham sân si giải đầy, chém giết đấu tranh sân hận dâm dục vân vân, con sẽ thành Phật ở cõi đó. Và con dùng công đức trí tuệ của bao nhiêu ba trăm người kiếp của con tu á để con mà độ được những sanh hữu duyên trong cõi đó, để gây dựng cái tăng đoàn ở cõi đó, để mà chư tăng ở tội đó có nhiệm vụ sau này sẽ tiếp nối sứ mạng của con và giúp cho chúng sanh đến nộ đến thời mà chúng sanh đi vào cái kiếp gọi là kiếp mạt á, tức là giảm hoài, chúng sanh giảm riết bây giờ mình 100 tuổi phải không, rồi giảm từ từ đến lúc chúng sanh còn 10 tuổi thì giáo pháp con mới diệt. Tức là lúc đó là chúng ta sanh ra, ta nói 5-6 tuổi đó, là đã biết lấy chồng lấy vợ rồi, 7-8 tuổi là biết giết nhau rồi, thấy không, thì lúc đó giáo pháp con nó mới tàn luôn, thấy không ha? Thì mà ngày vừa tuyên thuyết như vậy đó thì lúc đó đó Đức A Di Đà cũng tuyên thuyết rất là bảo tàng, ngài Thế Chí cũng đi thuyết với bảo tàng, ngài Quan Âm cũng đi thuyết với bảo tàng, mà Đức A Di Đà đó là đệ tử của Phật Thích Ca. Thích Ca lúc đó là một vị đại thần, ngài khuyến mấy người kim tu thì cái Phật Bảo Tạng đều khen thưởng hết trơn. A Di Đà ngài cũng khen, rồi còn ngài Phổ Hiền ngài cũng khen, ngài Văn Thù thời đó cũng là tuyên thuyết con lúc nào con sẽ thành Phật, ở cõi giới nào cũng sanh trong cõi đó, sống bao nhiêu ngàn tuổi, phúc báo của nó như sao á. Ngài A Di Đà cũng nói vậy, ngài nói con sẽ sau này con sẽ nhận cái báo độ là Phật A Di Đà, đời sống chúng sanh nó sống vô lượng vô biên tuổi, trong đó không có địa ngục không có súc sanh, thì Phật Bảo Tạng đều khen hết. Ngài nói ông đã phát tâm về chúng sanh như vậy, tôi cũng phúc chúc cho ông tất cả công đức đều thành, nếu mà cái nguyện ông đúng thì qua trời sẽ rớt xuống, thì qua trời đều rớt hết. Nhưng mà chỉ qua tới lúc mà Phật Thích Ca Mâu Ni mà tuyên thuyết á, thì lúc đó ngài là vua
gì đó, một vị gọi là tướng quân, một vị gọi là đại tướng, thì là ngài tuyên thuyết gì đó, thì nghĩa là ngài báo tặng, nghĩa là khen không xiết cỡ. Ngài nói đem bao nhiêu công đức, bao nhiêu a tỳ kiếp với công đức và phước báo trí tuệ này, quý ngài có thể là ngài sống vô lượng vô biên kiếp, mà nay ngài nhận thọ mạng 120 tuổi thôi. Ngài nhận thọ mạng trong một kiếp 120 tuổi để mà vào độ chúng sanh 120 này, phước báo nó không thể tưởng tượng được. Và nói là từ hồi mà mười phương chư Phật phát nguyện thành Phật ở mười phương thế giới này đó, những người mà phát nguyện giống như ông đó, đếm đầu ngón tay thôi, có mấy mạng phải kể ra đâu có phải được, không tới 10 người nữa. À, cũng như sau này Phật Di Lặc đó, thành Phật ra đời đó, tức là thành Phật Di Lặc là Phật sau Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là thành Phật trong lúc chúng sanh sống được 80.000 tuổi. À, Phật bây giờ mới xuất hiện. Tức là Phật bán sanh nó mạnh lắm, thì lúc đó Phật sức Phật mới xuất hiện và giảng dạy rất là dễ, là ai cũng thiện hết trơn á. Thấy không? Chỉ có những đức Phật của mình phải nói rằng, phải nói cực kỳ ngài làm những hạnh gọi là rất là khó, mà ngài nhận một cái quốc độ mà chúng sanh nghe là nếu mà không có ánh sáng Phật pháp chiếu soi đó, thì chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, thì hên là nhờ có những giáo pháp, những cái thiện pháp còn soi rọi nên một số chư thiên còn được, còn đi theo giáo pháp này được giải thoát, và một số mà đi theo giáo pháp này mà sanh được chư thiên. Thành ra là rồi sau đó mà bảo Phật nó khen, nó Phật kể lại là cái phát nguyện của ông hồi nào tới giờ ít ai phát nguyện lắm. À, là mười, không những mà Đức Phật bảo khen mà mười phương chư Phật đều khen hết. Mười phương chư Phật lúc đó chấn động hết, khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni khiếp là nhận quốc độ đó, là mười phương chư Phật đều rung động hết trơn á. À, rồi các vị Bồ Tát đều ngạc nhiên đó, tại sao mà nào tới giờ mà có chuyện rung động lạ thường vậy đó. Hôm đó có một vị gọi là tại thế giới của Phật Bảo Tạng Như Lai đang thuyết, đang tuyên thuyết thành Phật ở thế giới quốc trượt, nên cái chấn động mười phương thế giới như vậy. Các vị Bồ Tát mười phương thế giới đó nói là con xin tới đó để mà xem gì đó, đảnh lễ gì đó. Hay là chư Phật đều gửi những cái thượng thủ của mình tới cũng dường. Thành ra quý vị phải nói là mình sanh, nói nhắc như vậy đó, mình cảm thấy rằng là Đức Phật sanh ra là vì chúng mình dữ lắm á. Tức là đem tả công đức về để ngày sống được có 80 tuổi rồi ngày mất. Thấy không? Ngày mất, nhưng mà cái pháp của ngài nó vẫn tồn tại, nó kéo dài luôn cả bao nhiêu ngàn năm đến thời chúng sanh còn 10 tuổi thì pháp nó mới ẩn luôn. Mà pháp ẩn luôn thì chưa hết nữa. Lúc đó pháp ẩn luôn thì xá lợi của ngài hiện lên. Xá lợi của Đức Phật mới hiện lên làm công đức một thời gian nữa. Thấy không? Xá lợi của ngài đó mới làm công đức một thời gian nữa để mà cho những chúng ta thấy xá lợi đó, quỳ lễ bái xá lợi được cái phước. Bởi vì nếu không có những cái nương tựa đó, quý vị sẽ là nghĩa là bị trầm luân trong sanh tử luân hồi. Mà trong kinh điển nó nói đó, cái thế giới này tới một giai đoạn nó sẽ hoại, nó tan hết, nghĩa là trái đất này nó không còn nữa, cũng như nó biến thành hư không đó. Nhưng mà chúng sanh làm ác á, ở địa ngục á thì hết, chúng sanh địa ngục không phải đi thế giới này tan, địa ngục nó mất đâu. Thấy không? Mà sẽ chuyển từ địa ngục của thế giới này sang địa ngục của thế giới khác. Thấy không? Tại cái nghiệp ác nó vậy đó. Thành ra thử ra phải nói rằng là mình kể ở đây đó, để bữa nay mình học bài quy y, đó là mình sẽ quy y Phật. Mà Đức Phật mình quy y thật sự là Đức Phật nào? Mà Đức Phật đã phát một đại nguyện như vậy đó. Đức Phật phát đại nguyện là mười phương chư Phật đều xúc động, đều cảm động, mà mười phương chư Bồ Tát đều tán thán. Thấy không? Thì lúc đó đó là ngài Đức A Di Đà là đệ tử của Đức Phật Thích Ca nè, cũng phát nguyện, mà nghĩa là đức chư Phật mười phương đều khen, nhưng mà không có tán thán bằng Đức Phật Thích Ca. Rồi Quan Âm cũng phát nguyện, Văn Thù cũng phát nguyện, Phổ Huyền phát biệt, cứ đọc công cái kinh mà cái bảo tích gì tiếp khách trăm nhiều, cũng có ngàn nhiều Bồ Tát cái phát miệng giống vậy đó. Thế giới ta thành hình như thế nào, và nó có pháp bao nhiêu pháp phát sanh ở đó. Và lúc đó chúng sanh sanh lên đó sẽ được cái lợi là cái gì, lợi là cái gì. Đó, mà chỉ có mình một mình Đức Phật Thích Ca là phát nguyện vào cái cõi mà ngũ trượt ác thế, cái cõi mà lúc đó chúng sanh phước báo đã giảm, tham sân si nhiều, chiến tranh đấu tranh giết chóc, tàn ác, dâm dục vân vân đủ thứ lắm, nó khó độ, can cường, người nào cũng gì các bạn ngã, không có bây giờ biết tới mà cái tình thương yêu là gì hết trơn, thì Đức Phật sẽ xuất hiện ở cõi đó và dùng tất cả những công đức bao ai như tăng kiếp tu của mình để độ sanh. Thì bữa nay những người mà phát tâm quy y đó, thì đương nhiên là mình sẽ nói lại là quy y đó là quy y Phật. Thì đầu tiên cái quy y Phật đó là cái Phật đầu tiên mà mình nương tựa đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cái Đức Phật mà đã từng đối trước Phật Bảo Tạng mà phát một cái đại nguyện nằm trong cái cõi mà chúng sanh đầy tất cả các ác, mà chúng kêu Phật mười phương cõi khác không ai nhận hết, thì ngài nhận cái cõi đó để ngài độ.
À, thì ngài nói rằng cái người nào mà quy y ta, nương tựa vào ta, tức là nương tựa vào cái có lòng tin mãnh liệt là ta, à, thì không bao giờ đọa địa ngục. À, thì bởi vì đọa địa ngục tu không có được. À, thành ra ngài nói người đó ít nhất phải tu được, tại vì trong địa ngục là lúc nào cũng khổ, thành không thể nào mà tu được hết. Quý vị đọa súc sanh bây giờ có thể tu được, có những con hồ ly nó tu nó thành quỷ thành tiên này kia mà. Thấy không? Quý vị đọa ngạ quỷ nó có tu được, chứ hay ác độc quỷ dương trong kinh Địa Tạng. Thấy không? À, là những loại quỷ mà vẫn tu được. Thấy không? Nhưng mà chỉ loại đọa địa ngục là không cách nào tu được hết. À, thành ra ngài cái này nói là người nào mà nương tựa vào ta, chấp nhận vào là cái sự là tin tưởng vào cái lời nguyện của ta, thì người đó ta dùng công đức ta hộ trì người đó để cho người đó không đọa địa ngục trước ấy hả. À, thì mà hồi quý vị quy y nó có cái câu là đã quy Phật không đọa địa ngục á. À, nghĩa là ngài dùng tất cả phước báo mà tu cái này bảo vệ cho mình. À, tại vì mình nương tựa vào ngài, thì nương tựa vào ngài thì đương nhiên là cái giáo pháp ngài đưa ra để cho quý vị tu để mà được hạnh phúc, được an lạc và cuối cùng đi giải thoát. À, nếu mà ở địa ngục là sao mà tu, không cách nào hết một cái tâm nào được hết trơn á, thành ra bắt buộc phải bảo vệ cho mình không đọa địa ngục. Còn những cõi khác vẫn còn cơ hội chút ít để tu. Thấy không? Còn bây giờ nếu mình đã nương tựa ngài rồi mà mình tin tưởng vào các con đường của ngài đi, con đường dạy cho mình tăng trưởng phước báo, tăng trưởng trí tuệ, con đường để đưa mình tới sự an lạc hạnh phúc, nó gọi là pháp. Tôi đi vào đúng nương tựa vào cái pháp á, thì nhất là không chắc ngài nói là nếu người nào nương tựa một cái pháp của ta, bất cứ một cái pháp nào, ngay đến tứ khú kệ đi, ngay mà trong cái pháp mà đầu tiên của Đức Phật là cái giới, thì sẽ không đọa ngạ quỷ. Hay quý vị muốn không đọa ngạ quỷ đó thì nương tới pháp nữa. Thấy không? À, quý vị nương tới Phật thì mới không đọa địa ngục thôi. Thấy không? À, chỉ có cái pháp á nó mới làm cho mình sanh ra phước báo, sanh ra thiện tâm. Chính cái thiện tâm nó bảo vệ cho mình để cho mình không đọa vào cái đường ngạ quỷ. Ngạ quỷ trong kinh điển nó ngạ quỷ đó, có nhiều ngạ quỷ là 5.000 năm, 500 năm không ăn được cái gì hết đó. Mà cái kiếp sống ngạ quỷ nó lâu lắm. À, một ngày quỷ nó bằng 70 mấy năm ngày mà ở mình, mà nó sống thường thường là nó sống mấy ngàn năm, thấy không? À, mà 500-600 năm vậy đó mà dù không có ăn cái gì hết trơn á, mà gặp nước á, mình gặp nước thì nó gặp lửa. À, mà những đồ nó ăn á không phải là đồ thanh tịnh đâu, thấy không? Nó ăn toàn là đàm, là nhớt, là máu, là mủ mà, thấy không? Thành ra hồi xưa ngày Mục Kiền Liên nó xuống đi nhập vô cái cõi đó, đi xuống cái cõi ngạ quỷ, thấy cái bà kia bà nói ngài có lên có trần ngài kiếm giùm chồng tôi coi. Thế ông đi đâu mấy trăm năm nay rồi mà ông không có về, rồi đi kiếm thức ăn mà chúng tôi ở đây đói quá trời đi mà ngài chưa, ngày ông chưa về nữa, thấy không? Đó thì ngài đi kiếm giùm, thấy không? Đó thì ông hỏi thành tướng đó, thì ông lên ông đi mới kiếm, đi kiếm thì ông gặp nó sao lâu quá không về, nó thấy trăm năm nay tôi đi kiếm hoài đâu có đồ ăn đâu mà đem về cho vợ con tôi, thấy không? Ông nói mà cuối cùng ông tấm đồng tấm như này, thấy không? Ông nói có cái ông tỳ kheo kia, thấy không? Ông tu giới hạnh đàng hoàng. Thì đó ổng hò ra giặt cái chăn ra cục đàm á, giăng cục đàm đó mà tôi nghĩa là giành giật lắm, tôi mới giật được cục nè. Mà do công đức của vậy đó mà vậy này không biết thành lửa không, tôi tính đem về cho vợ con tôi đâu có cục đàm thôi, ba năm 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 mới kiếm được cục vậy đó. Mà kiếp mình dễ sanh lắm, tính là cái niệm tham đắm của mình nó làm cho mình bị mình bỏng sẻn, mình tham lam cái nghiệp đó nó đẻ ra làm cho mình không có đồ ăn đồ uống, không có cái gì hết đó. Cái tâm mình mong cầu nhiều, khao khát mình nhiều. Giờ chẳng hạn như người tỷ phú đi, có một cái tỷ phú rồi mà muốn thành ra mình có hàng tỷ, cái tâm khao khát gì, dầu họ tỷ phú họ sống trong sự đói khát. Còn người ăn mày đi, họ có một đồng đi, họ cảm thấy ăn vui trong một lòng, đâu có đói khát đâu, cái tâm họ không có bị đói khát. Mà đó chính cái niệm tham bấm, cái niệm mình có mình không có vừa lòng của mình á, sau này chết nó sanh ra một cái loài, là cái loài nó mong muốn là vượt độ ngoài khả năng của nó, thấy không? Thành thử ra là Phật nói đó, Phật để là mình ba cái tạng, thấy không? Gọi là cái bảo nhất là Phật pháp, thì để dùng công đức của mình để bảo vệ cho mình, giống như mình đứa con vậy đó, không cho mình khổ đến nỗi là mình không có cơ hội để mình thăng tiến được. Thì cái nạn gọi là địa ngục, thấy không? Thì đa số nạn địa ngục là do tham sân, thấy không? Rồi cái nạn thứ hai là cái nạn ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì đa số là do tham nhiều, còn nạn thứ ba đó là nạn súc sanh. Nạn súc sanh tức là nạn ngu si thấm theo cái bản tánh, cái thú tánh, không biết cái không có trí tuệ nó phát sanh được. Đó là những loài thú á. Thì cái nạn đó nó gọi là nạn súc sanh, nạn bằng sanh. Thì cái nạn đó là quý vị uy tăng, quý vị được khỏi. Vì cái tăng á, đối với Đức Phật á, tăng là những đệ tử của Đức Phật, đi theo cái đường Đức Phật, thành ra cái biểu tượng chữ tăng á là biểu tượng của sự trí tuệ. Khi mình nhìn chữ tăng mình có sự kính trọng, tự nhiên mình đang gieo một cái nhân duyên với trí tuệ.
do nhân duyên đó, cái trí tuệ nó có một cái sự tác duyên của trí tuệ mười phương, cái gì Bồ Tát, cái gì Phật tác cho quý vị. Khi quý vị chết đó, cái nẻ súc sanh gì gặp tự nhiên quý vị tránh à. Cũng như là tại vì cái khí của súc sanh nó ngộ lắm, người u mê nó thích. Cũng như mà cái người mà bây giờ cái người mà thích nhạc kích động á, vô chỗ nào mà đèn nó chớp chớp mà ánh sáng rõ chớp chớp thì mới thích. Thấy không? Đó, còn vô chỗ nào mà sáng rực còn đâu có thích. Thấy không? Còn cái người nào mà đối với chư tăng, tức là đại diện trong trí tuệ Đức Phật mà có niềm kính tin, cái niềm mà nó là nương tựa vững chắc á, vì cái khí phần như vậy quen cái nhìn cái đó rồi, nên khi họ chết á, thân trong hũ họ đi, họ nhìn cái ánh sáng âm u của loài súc sanh, thấy không, thì họ không thích. Thấy không? Do không thích nên họ có đọa vào loài đó. Những nhân duyên họ sẽ đọa vào cái gì, vào loài người. Nếu bây giờ quý vị Phật Pháp Tăng á, trong này, trong cái bữa nay quý vị làm lễ tam bình ngũ giới, nó có hai phần. Một cái phần gọi là quy y, một phần gọi là ngũ giới. Quy y á, tức là mình nhắc lại là ba ngôi quý, tức là ngôi tam bảo là ngôi Phật, ngôi Pháp, ngôi Tăng. Thì bằng Phật, giờ Phật nhập diệt rồi, mình quy y cho ai, mình quy cái gì nữa. Phật nhập diệt rồi, mình nương tựa Phật rồi, Phật đâu còn cái power, không có cái lực nào để lại cho mình vậy mình nương tựa sao. Thì Phật nói rằng là ta đó, ở cõi này đó, nó nhập diệt, thấy không, nhưng mà mười phương chư Phật có mười phương vẫn còn, thấy không, mà tâm ở chư Phật mười phương đó, là thấu suốt hết tất cả các chúng sanh. Thành ra khi mà nương tựa chư như ta giàu có đi nữa mà ta còn ở đây, quý vị nương tựa cho ta thì quý vị không phải phát tâm là nương tựa mười phương chư Phật, thấy không, mà ta không có ở đây, quý vị nương tựa vào ta, mặc dù ta nhập diệt thì tức là quý vị phải nương tựa vào mười phương chư Phật. Thành đối với đại thừa đó, Phật bảo nhập diệt có phải nhập diệt thật sự không, thì Phật nói là ta chỉ là thị hiện nhập diệt thôi, tại vì mười phương chư Phật vẫn còn. Thành nữ ra quý vị bữa nay quý vị làm lễ quy tam bảo thì vẫn có quy Phật, quý vị là nương tựa Phật, nương tựa Phật tức là cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó không còn nữa, nhưng mà mười phương chư Phật là cái người bảo vệ cho quý vị, thấy không? Rồi nương tựa Pháp, tức là cái Pháp của Thích Ca Mâu Ni là cái Pháp của quý vị thích ứng của quý vị nhất ngày hiện đời của quý vị. Cái thuyết Phật Pháp của mười phương chư Phật khác á, là thuyết cho những chúng sanh với căn tánh cao, họ sống mười vạn tuổi, họ không có tham, không có sân, không có si. Thành ra cái Pháp đó khác mình nhiều lắm, thấy không? Thành thử ra quý vị Pháp á, đầu tiên á, là mình nương tựa vào Pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nếu quý vị nào mà tu cao như các vị Bồ Tát, thì Thánh Tăng tu đó, cái tâm tịnh của họ sẽ tương ứng với mười phương chư Phật, thì họ sẽ vào khắp họ có mười phương chư Phật để họ học. Quy giáo Pháp mà nó đầu tiên là quy y với Pháp của Thích Ca Mâu Ni, tức là thích Pháp mà đang thuyết Pháp hợp với căn cơ, căn tánh của chúng sanh thời ngũ trượt ác thế. Mà chúng sanh nó đầy tham dục, đầy sân hận, đầy si mê, đầy sát hại, đầy tật đố, vân vân gì đó. Thì cái Pháp nó rất là thích hợp, mà cái pháp mà ngăn ngừa mà thực tiễn nhất nó vẫn là cái giới Pháp, tức là cái ngũ giới mà quý vị sẽ thọ sau khi quý vị quy tam bảo. Ngũ giới nó có năng lực hay là nó chặn hết ba nẻo ác. Rồi nếu quý vị mà thọ ngũ giới mà duyên mãn đầy đủ á, thì kiếp sau sanh làm người đó, thì người đó là người có thế lực, tức là có cái power đó, nghĩa là có chức vị, có tài sản, tức là có một cái tiền bạc của cải, để mà nếu họ phát tâm tu thì họ không bị chướng ngại về vấn đề ăn uống ở, thấy không? Đó, có trí tuệ trong ngũ giới gì thọ đầy đủ á, hay mà giữ đầy đủ có trí tuệ, tức là kiếp sau nếu mình không có tu thì mình trở thành ra một người là thông minh tài trí, nhưng mà nếu mình có tu á, thì kinh điển của Đức Phật mình đọc mình sẽ hiểu, tại vì mình cần có trí tuệ để mình hiểu, để mình liễu nhặt, để mình tu hành, để mình giác ngộ. Có sắc đẹp, có không bệnh hoạn, tại vì tu mà bị bệnh hoạn là tu không có được. Thành ra cái ngũ giới Phật đặt ra cho quý vị đó, tức là tại vì Phật chữ đó đặt là người tại gia, tức là Phật hy vọng rằng người nào mà giữ ngũ giới viên mãn thì kiếp sau nương vào cái lực ngũ giới này mà họ phát khởi một cái tâm là họ tu và thành liền. Mà muốn tu mà thành thì phải sanh ra cõi người thôi, bởi vì cõi người là cái cõi mà không bị khổ ở địa ngục, lúc nào cũng khổ nên không tu được, không bị đói khát như ngạ quỷ nên không có thời giờ tu được, và không bị ngu si như súc sanh không bao giờ tu được, và không có thể sướng quá như cõi trời, người ta sướng quá người ta không tu, sướng quá như cõi trời người ta tu cũng không được. Thành ra thọ ngũ giới đầy đủ á, thường là sanh khỏi người. Các vị mà chị Tăng họ nhập định họ nói á, lên có trời là không thấy một vị Tăng nào đó. Có trời không có Tăng nha, có trời không có Tăng, thấy không? Họ gặp Tăng á, họ cũng không thèm chào nữa.
tại vì đối với họ họ đã hưởng thụ à, cái họ sướng quá rồi, họ có nghĩ là cần cái gì, một cái gì nào mà tượng trưng dạy một cái pháp nào họ cần hết đó. Phải không? Nhưng mà lên cái cõi trời mà sắc giới hay là vô sắc giới thì lúc đó cái chánh họ mới gặp, họ mới chào, mà họ chào họ không khe nữa. Thấy không? Tại vì họ có pháp an lạc của thiền định rồi, họ không có nghĩ nhiều, nhưng mà lúc đó họ chào, họ vẫn quý thiếu quý như đang. Còn mấy cái trăm dục giới thì lo hưởng thôi à, không có chào. Cũng như là ông Kỳ Bá đó, ông Kỳ Bá mà ông Kỳ Bá mà hồi xưa mà thời Thích Phật Ca Mâu Ni đó, ông Kỳ Bá là ông ngự y của vua Ba Tư Nạc á. Vua Ba Tư Nạc phải không? Ông A Xà Thế ba của ông lại. Ba Tư Nạc á, ông Kỳ Bá ông giỏi y thuật lắm, nghe là gần như là nước Tàu, nước Ấn Độ hồi đó ông đó y thuật rất là giỏi. Ai bệnh gì chút nào á là ông điều trị được hết trơn. Thì kỳ đó có một cái chư tăng bị bệnh đau bụng giết đầu vậy đó mà trị hoài không hết. Thì lúc đó ông Kỳ Bá đó là ổng là đệ tử ngài Mục Kiền Liên. Thì lúc đó là Kỳ Bá mất rồi. Thì vợ ngài Cầu Mục Liên ổng muốn là bây giờ làm sao bây giờ phải lên nhập định con ngài Kỳ Bá ở đâu để mà lên kiếm Kỳ Bá hỏi thuốc. Ông nhập định thấy ngài Kỳ Bá sanh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên rồi, làm thiên tử đó rồi. Thì lúc đó ổng mới nhập định kịch cái là ông bay lên cõi trời đó liền. Ông gặp ông Kỳ Bá thì Kỳ Bá vừa gặp ông cái sáng chào ông cái cũng nhớ sư phụ rồi, chào cái bỏ đi rồi đâu, sướng quá là lo đi hưởng thụ thôi. Thấy không, bao nhiêu cái dục hoạt nó hiện ra, tiên nữ đẹp cái gì cũng đẹp, trái cây nó ngon đủ chuyện, cần cái gì là có cái đó. Ông đâu ở kiếp này ông còn khổ, kiếp người ông còn khổ, ông còn chịu khó tu rồi lên đó nó không chịu tu nữa. Nhưng mà ông còn nhớ được kiếp trước của ông, hai ngày một tuần là thầy. Thấy không, ông gặp Kỳ Hồng Liên ông nói sư phụ chào cái bỏ đi. Thấy không, ông một liên kêu ngừng lại. Ông ngừng lại nói dạ ông ngừng lại, ông hỏi sư phụ gặp con, sư phụ tôi lên đây mục đích gặp ông nè. Ông hỏi dạ sư phụ gặp con làm gì, ông hỏi giờ có một chân tăng đang bị gì nó trị cái gì, ông nói là lấy cái món sữa nấu với cái gì đó uống là hết bệnh rồi, ông bỏ đi liền. Thành hồi xưa nó nói là tám cái nạn á, nạn không gặp Phật mà cái nạn mình không có thể ngờ được là nạn sanh vào cõi trời Trường Thọ, tức là sanh vào cõi trời mà cái đời sức sống rất là lâu mà hưởng phước báo. Ở đó là cái nạn, đó là cái nạn mà xài hết tất cả những cái của những mình làm phước báo mà sanh được cõi trời ha, mà trên cõi trời thì mình xài phước báo của mình. Thành ra cái cõi đó là cõi không tu mà xài, cũng như là xài tiền vốn của mình vậy đó, bao nhiêu phước báo mình sanh được cõi đó mình xài hết trơn à, ha, mà Trường Thọ sống lâu nữa, thành bao nhiêu phúc á. Nhưng mà cõi đó mỗi lần ăn làm cam lồ vị, mặc là mặc áo kim cương luân ly được không à, thành ra tiền vốn mình xài làm thiện, chứ cái này mình sanh lên á xài hết cõi đó là hết phước rồi, hết phước mà sanh xuống mà không chịu tu, sanh xuống thường thường là sanh làm loài thú, là nghèo khổ người không à. Thảm nó có cái nạn đó, đó là cái nạn à. Ngoài cái nạn là sanh vào thời không Phật à, rồi sanh vào đuôi điếc câm ngọng. Đuôi điếc câm ngọng là mình giờ nghe mình câm ngọng nói chuyện không được à, đuôi điếc là đuôi cũng không thấy Phật à, rồi điếc không có nghe được cái Phật pháp à, sanh loài người mà bị cái đó nó gọi là bị nạn. Nghĩa là không, mình không có duyên để gặp được Phật pháp để mình tu. Thế mà không có tu làm sao mình cải được cái số của mình ở cũng được áp thế. Thành ra có trời Trường Thọ cũng là một cái nạn như vậy đó, cái nạn là đem hết phước báo mình tiêu xài. Cũng hàng như vậy, quý vị có phước đang sanh được Mỹ, có tiền có vàng, bây giờ cái phước mình làm như vậy, cái gì phải làm gì cho trúng. Muốn làm gì trúng thì hỏi ông Phật á, dạy cho ta hỏi chữ tăng còn giờ mình làm gì nè, lo ăn nè, lo xài nè, lo chân diện nè, lo tiêu khiển nè, bữa nào đại nhạc hội là đi lên Las Vegas rồi gì kia đó, đi du lịch nè, phước báo lắm, rõ ràng giống như phước báo chư thiên thôi, mình xài cho mình đang củi vốn của mình xài, thấy không? Tại vì mình có phước mình mới được sanh được, cái nhiều người sanh ở Phi Châu họ đâu có phước đâu, hay là sanh ở bên xứ Thượng này kia họ đâu có phước, bao nhiêu cái phước đó, trong cái điển nó dạy cho mình. Bằng phước đó, người đã biết có phước tức là kiếp trước mình đã có tu mình mới được hưởng cái phước này, thấy không? Thành ra cái người mà khôn á thì dùng 1/3 để xài thôi, thấy không? 1/3 để làm phước để gây cái phước mới, thấy không? Đã kiếp sau mình còn phải dùng cái phước đó chứ, bây giờ mình dưng có rồi Trường Thọ mà xài hết rồi nó còn cái gì nữa, hết vốn là kiếp sau rồi không có một cái gì, nó nghĩ là mình làm phước cho mình, nó mình sanh ra mình sẽ bị đủ đau khổ hết rồi, bao nhiêu người ác nữa. Còn 1/3 đó dùng để trả ơn những người xung quanh mình, chẳng hạn trả ơn cha mẹ, trả ơn họ hàng thân thuộc, trả ơn thầy tổ. Thấy không? Phật dạy là mình tiền gì đó xài mới đúng nghĩa là tiền, cũng cho mình xài chứ không phải là
không phải mình, không phải là Bồ Tát, Bồ Tát thì không có xài cho mình, Bồ Tát là xài chúng sanh thôi, không có dùng 1/3 xài cho mình nha, Bồ Tát không có dùng 1/3 xài cho mình, Bồ Tát là vì chúng sanh mà tu nên tất cả công đức của Bồ Tát là để cho chúng sanh chứ không có để cho mình. Thấy không? Tại vì phát nguyện mà, đó không phải phát nguyện, quý vị không có phát nguyện, quý vị là con người không có phát nguyện. Thấy không? Nhưng mà Phật dạy cho mình cách sống cho đúng lý là mình nên như vậy, có tiền còn 4 phần nữa nhé, còn 1 phần Phật nói là nên giữ lại, nên tồn trữ là để cho nguy nạn, có những cái nạn nó xảy ra bất tử, nạn hình ngục hay là nạn gió bão hay nạn gì mà mình cái tài sản mình mất nó thì vẫn còn tiền dự trữ, 1 phần là dự trữ, 1 phần là tiêu xài, 1 phần là giúp đỡ những thân quyến bè bạn, cha mẹ anh em, còn 1 phần là làm phước. Đức Phật đã dạy cách sống của người tại bình thường, cái sống đó nó làm cho mình có sự an lạc, sự hạnh phúc, bởi vì mình giúp đỡ những người xung quanh mình nên mình nguy khổ mà sẽ giúp đỡ lại. Tiền bạc mình cũng có dự trữ nên mình gặp những cái hạn như thất nghiệp bất ngờ này, cái tiền bạc mình vẫn còn mình xài. Và phước báo mình gây trong cái kiếp này thì ngay hoặc là nó trổ quả trong kiếp hiện tại hoặc nó trổ quả trong kiếp tương lai, tức là mình có cái vốn mình xài. Quý vị sanh ra mà quý vị không biết tích trữ, kiếp sau không có cái phước đi theo, thấy không, là chết rồi không biết mình chết, mình sanh ra mình không biết mình đào thải vô đâu, thấy không. Thành thử ra Đức Phật dạy rất là kỹ, mà cái đó là dạy để cho quý vị có một cái đời sống nó tạm thời an lạc hạnh phúc rồi đi về. Thành ra cái đó là giáo pháp Phật dạy chứ không phải quý thầy dạy, thấy không. Như quý thầy là cái người mà đại diện chư Phật ha, thành ra bây giờ Phật thầy phải học ha, học những cái cách đó, mặc dù quý thầy không ai nó sống theo cái lối của quý vị, nhưng mà quý vị hỏi thì quý thầy biết cách để quý thầy nói vậy thôi. Thì mỗi cái loại chúng sanh Phật dạy một cái cách, một cái pháp. Người tại gia có pháp người tại gia, người xuất gia có pháp người xuất gia, các vị Bồ Tát có pháp của vị Bồ Tát. Thì mình nói ở đây cho mình biết là tất cả những giáo pháp của người tại gia, người xuất gia, là người các vị Bồ Tát mà tu tập, mà do chính miệng Đức Phật thuyết ra, hay là những đệ tử của Đức Phật thuyết ra, khi người ta hỏi mà Đức Phật xác nhận cái này là trúng thì nó trở thành kinh. Tức là nó sẽ đem cho mình tới sự lợi ích, lợi an lạc, sự hạnh phúc. Thì cái đó là cái chỗ mà quý vị, cái bảo thứ hai mà quý vị nương tựa, nó gọi là pháp bảo. Pháp bảo là tất cả những cái pháp, nó pháp thì nói chung là có kinh luật luận. Kinh luật luận thì trong cái kinh và luật á, là chính miệng của Đức Phật thuyết. Còn luận á, thì khoảng chừng 5-6% là Phật thuyết thôi. Còn 90-mấy% á, là chư tổ viết thêm, chư tổ triển khai ra. Chư tổ triển khai ra, mà lúc đó là thời Phật không có Phật nên Phật không xác nhận được. Vì Phật không có Phật để Phật xác nhận nên nó trở thành luận. Nếu mà có Phật, nếu mà ông tổ viết ra là đưa cho Phật, là thời đó Phật còn sống, Phật nói cái này là đúng theo ý của Phật thì nó trở thành kinh. Thấy không? Thành ra cái luận thì nguy hiểm lắm. Cái luận đó rất là nguy hiểm, tại vì phàm tăng viết thì có thể chết. Thành ra quý vị nếu mà coi luận mà trong cái kinh điển á, trong cái Tam Tạng kinh điển mà luận tạng là nhiều nhất. Thấy không? Đó, chẳng hạn như kinh điển của Nam Tông á, giới thì có một quyển thôi. Mà kinh á chỉ có 3 quyển thôi. 3 quyển mà 1 quyển dài khoảng 800-900 trang thôi. Hết rồi. Nếu mà có Nam Tông là có nhiều rồi. Nhưng mà luận tạng của Nam Tông á nó cả 100 quyển. 100 quyển vậy đó. Thấy không? Còn Bắc Tông cũng vậy. Bắc Tông kinh giới đó thì cũng có 1 quyển, 2 quyển gì thôi. Kinh á thì có khoảng được chừng 30-mấy quyển. Rồi dạy Bồ Tát Tạng nhiều lắm, Bồ Tát Tạng Phật thuyết nhiều lắm. Đa số Bồ Tát Tạng là Phật thuyết cho các vị trên không liên bắc, trên đông bắc bộ. Lúc thì lên trời thuyết chứ không phải trước khỏi người không. Lúc thì thuyết cho Bồ Tát, lúc thì thuyết cho Dạ Xoa. Thành ra có những cái kinh mà có người nó không có nghe. Thành ra kinh của Nam Tông đa số là thuyết khỏi người, nên nó chỉ có 3 quyển là hết rồi. Thấy không? Cái hàng như mình nói là kinh Lăng Già là thuyết cho Dạ Xoa Dương, là Dược Xoa Dương ở trên núi Lăng Già nghe. Thành thử ra nó không có trong cái tạng của Nam Tông. Thành ra nó có được tới 30-mấy quyển kinh. Thấy không? Nhưng mà tạng luận á thì bây giờ nhưng mà bên đạo nó kết tập á, bên đạo nó kết tập thành ra là hình như là 200-mấy cái quyển tạng luận của tóc á. Thấy không? Thành thử ra luận á là đời sau này viết, đời sau này là căn cứ vào kinh tạng, kinh của Phật mà viết. Nhưng mà thành ra có vấn đề gì coi luận nguy hiểm lắm. Coi luận hoặc là coi luận của tổ được tổ sư là chắc ăn hơn. Bây giờ lên internet nó viết lên hơn đó,
Các bài luận về cái này luận như cái kia mà người phàm viết không à, đâu đâu phải tổ đâu, bởi vì có đủ thứ hết đó rồi, mình cái nào hợp với mình thì mình tin, nhưng mà chưa chắc là nó là chân lý. Thấy không? Thành thử ra có thể là chết. Thấy không? À, phàm tăng á là mình nguy hiểm lắm. Phàm tăng là họ vẫn còn tham sân si, nên cái luận cái họ viết ra đó là nhiều khi là chưa chắc đúng theo ý của Phật. Mình tu có thể nó bị lạc, thấy không? Nhưng mà đời sau này á người ta đặng về luận, tại vì cái của Phật nói sâu xa quá người ta không hiểu không nổi, thành ra phải chờ người giải thích. Thấy không? Mà người giải thích á, mà cái tâm họ chưa thanh tịnh á, thì họ giải thích theo cái tham sân si của họ. Theo cái bản ngã mà thành ra nó vẫn là cái hay, là nhờ họ giải thích mình hiểu được thêm. Nhưng mà nó có cái hại là nếu người đó không phải là bậc thánh tăng hay là bậc lực là tổ, thì nó trở thành ra cái mối họa là mình làm chắc cái đó không phải là chân lý mà mình cho là chân lý. Cái đó, đó thì thực sự ra là tại vì trong đó có thánh tăng và có phàm tăng viết, nên nó vẫn kể nó thuộc về pháp. Vấn đề quan trọng á là do nhân duyên nào mình gặp được chánh pháp, là do vấn đề là mình phát nguyện thì mình sẽ gặp được những cái luận của những chư tổ hay những thánh tăng họ viết đúng. Còn nếu không á thì mình sẽ đi theo những cái luận nó không được viên mãn và nó không đáp ứng được được cái lợi ích hạnh phúc giải thoát và an lạc cho chính mình. Thành ra hai cái mà quý vị nên tin tưởng là cái giới và cái kinh. Còn cái luận á, là do cái phước. Phải nói rằng là các thầy ở đây đa số phải coi luận mới đủ sức giảng, bởi vì kinh điển Phật nó thâm sâu vô cùng tận luôn. Thành thử ra quý thầy cũng bị cái lỗi như vậy, tức là quý thầy muốn giảng gì phải coi luận. Thấy không? Tại vì luận nó triển khai ra từ chữ, từ lời, nó làm cho cái chân lý của Phật nó rõ ràng, và quý thầy mới có đủ khả năng để mà đem cái đó diễn đạt cho quý vị hiểu. Nhưng mà có cái lỗi là nếu mà ông thầy đó ông có tu, ông có nghiên ngẫm kinh điển, ông có so sánh kinh điển thì ông tương đối, ông giảng còn chính xác một chút. Thấy không? Còn nếu không có đó, mà ông thầy đó toàn là thế gian pháp không đó, thì ông toàn đem cái thế gian vô trộn vô trong rỗng, thì ông giảng quý vị là lờ mờ lý do đó tại sao chùa Tịnh Lực bây giờ mở không biết bao nhiêu khóa học Phật rồi. Thấy không? Mà rốt cuộc là mỗi người Phật tử họ nhận định một cách. Tại sao là mỗi thầy trong này nhiều thầy quá, chính là mỗi thầy mỗi giảng một cách đó mà khiến cho mình bị phân dân, bị bơ vơ. Nhưng mà dầu sao vậy đó, phải nói rằng là quý thầy phải chịu nghiên cứu khi học hỏi, thành vẫn là quý thầy là tiên tăng đó, vẫn là cái nguồn tư liệu thuộc về trí tuệ. Thành ra khi Phật nhập diệt, Phật có nói rằng là sau khi ta nhập diệt rồi quý vị lấy pháp làm thầy, tức là Phật không còn nữa, lấy pháp làm thầy và lấy chư tăng làm chỗ nương tựa. Chư tăng là cái người gì? Cái người học pháp Phật kỹ hơn mình. Thành thử ra là mình có thắc mắc mình hỏi, thì mặc dầu chư tăng nó không phải là viên mãn, nhưng mà cái nghiên cứu chư tăng nó bỏ cả một cuộc đời của họ nghiên cứu, nên họ sẽ giải đáp cho mình được rõ ràng hơn. Thành thử ra bữa nay là quý vị sẽ làm một cái ngày lễ rất là trọng đại, do những gì phát tâm là quý vị khởi cái tâm tin tưởng hoàn toàn vào cái ba ngôi báo. Và ba ngôi báo này phải nói là bảo á. Bảo này không phải là cái bảo bình thường, cái bảo này là bảo sống động. Cái bảo này nó có cái năng lực không những làm lợi lạc cho mình trong kiếp này mà dài lâu cho những kiếp về sau, cho đến khi mình thành Phật. Ba bảo này là Phật bảo. Phật bảo là mình biết rồi, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như người đã vì chúng sanh ở cõi mình mà phát đại nguyện, mà thành Phật ở cõi mình, và mười phương chư Phật cũng như Phật A Di Đà vân 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 gì đó. Pháp bảo là giáo pháp của Đức Phật Đức Ca Mâu Ni để lại cho mình, và những cái giáo pháp mà ngài giảng dạy cho mình, nếu để cho mình có thể mình sanh về mười phương cư Phật, chẳng hạn như pháp định độ vân vân những vân vân gì đó, pháp dược sư vân vân, để cho mình sanh mười phương cư Phật, và những pháp hợp với thế gian pháp, chẳng hạn như dạy bây giờ khó vợ chồng con cái, thì lối sống vợ chồng con cái mình phải làm sao, đó là cái pháp trong nhân đạo, hay là cái pháp trong thiên đạo, mình làm sao để mình sanh trụ phước báo, kiếp sau mình sanh mình có đời sống hưởng an lạc hạnh phúc giàu sang mạnh khỏe có sức mạnh không bệnh hoạn vân 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 vân. Mà không những trong đời sau mà trong cái kiếp này nữa, tất cả những quan gia trái chủ nó được nó không có gặp phải, thì đó giáo pháp Phật dạy cho mình là lợi lạc trong kiếp người của mình. Bởi vì Phật nói là trong kiếp người mà đầy những tham sân si nữa mà không có giáo pháp để hướng dẫn người ta đó, người ta sẽ làm bậy. Hay là người ta làm bậy người ta sẽ đọa địa ngục nữa, mà chúng ta người ta không có tu được. Thành ra Đức Phật dạy trong giáo pháp đó, nó gọi là giáo pháp, nó gọi là quyền thừa.
Tức là thật sự ý Phật không có muốn, không có giải pháp cho mình rốt ráo, nhưng mà làm cho mình trong cái kiếp này mình tạm mình không có ác nghiệp, đến kiếp sau mình có nhân duyên thù thắng, mình gặp những gì tăng, những gì thánh tăng để mình tu thành Phật. Và cái vị thứ ba đó là mình quy y những đệ tử của Đức Phật, là những người họ bỏ cả cuộc đời để họ đi theo con đối với chân của Đức Phật, con đường Đức Phật. Có thể rằng là họ thành tựu trong kiếp này, họ thành bậc thánh, hoặc là họ không thành bậc thánh, nhưng mà họ về kiến giải, về tất cả lối tu tập, về giáo huấn của Đức Phật thì họ rành hơn mình. Hay cũng như quý vị làm ngành nào thì quý vị phải là giỏi về ngành đó, quý vị làm mới được. Chứ tăng là một cái người họ bỏ cả cuộc đời để họ nghiên cứu về cái trí tuệ của Đức Phật, nghiên cứu về cái cách dạy của Đức Phật, cách hành xử của Đức Phật, nghiên cứu về cái tất cả những cái thiện mà Phật dạy. Thì mình Phật nói rằng là sau này khi đã không còn thì lấy pháp làm thầy, mà nếu mà pháp mà đọc không vô nữa đó thì lấy chư tăng là chỗ nương tựa. Chư tăng là chỗ nương tựa, thì trong kinh điển mình nói là tại vì mình tôn trọng chư tăng, mà nói chư tăng mình nói chư tăng là thầy thầy, cái thực sự nói là chư tăng là bạn của mình, chư tăng là bạn lữ, là thiện tri thức của mình, nói thẳng như vậy, thấy không? Tại vì chưa thầy đúng nghĩa bên đạo Phật đó, là thầy là phải giác ngộ, thấy không? Nhưng mà tại vì mình có kính, là tại mình coi những người đó là đại diện trí tuệ của Phật nên mình kêu bằng thầy. Chứ chư tăng đúng, mà chư tăng nào mà họ có tu rồi mà họ bao giờ không dám, họ dám mà họ gọi là ngạo mạn, họ xưng bằng thầy cả, thấy không? Nhưng mà họ xưng để cho quý vị có niềm tin lên Phật thôi, thấy không? Họ như là đại diện chư Phật để họ hướng dẫn cho mình. Họ vẫn là người phàm, nhưng mà về cái tài liệu, về cái nghiên cứu, về cái học vấn, về cái lối sống của đạo Phật thì họ rành hơn mình. Và do đó mình không có thời giờ để mình làm cái đó, nên họ là một cái thiện tri thức của mình, họ là người bạn của mình. Và khi quý vị quy Tam Bảo rồi đó thì quý vị trở thành Phật tử, thì chư tăng cũng là Phật tử, nên chư tăng là bạn của mình. Chư tăng thì cũng gọi là Phật tử thôi, là con của Đức Phật. Quý vị quy Tam Bảo rồi quý vị trở thành gì? Quý vị trở thành đứa con của Đức Phật, đứng chư tăng đứng ngang hàng với nhau, thấy không? Nhưng mà cái người đó là chuyên môn, người đó có lợi lạc cho mình, và người đó đã dạy cho trong cái thầy của thế gian, nó trở thành cái chữ của thế gian rồi. Một người nào dạy cho mình một cái gì, một cái chữ, một câu đi nữa, người đó trở thành thầy. Cái thầy mà mình kêu của chư tăng trong quan niệm này, hay là chư tăng mà xưng quý vị bằng thầy là theo quan niệm thế gian, tức là đã dạy cho quý vị một cái gì đó, thấy không? Chứ không phải là dạy cho quý vị giác ngộ. Mà đúng nghĩa cái chữ thầy mà bên đạo sư, thầy mà còn là đạo sư, đúng nghĩa đó là đạo sư đó, là cái người nó phải giác ngộ, thấy không? Còn bây giờ thái gian đó, nhất tự, nhất chữ mà dạy cho mình thì người đó xứng đáng làm thầy của mình. Thành ra quý vị kêu bằng thầy hay là quý thầy, sự được cái sinh quý vị bằng thầy là thầy theo quan niệm của thế gian. Tại vì thế gian là mình học người nào cho mình học nấu ăn đi, người đó dạy cho mình cách nấu ăn thì người đó đã là thầy mình, thì phương diện nấu ăn rồi. Hay là mình ở dưới tiểu học đi, sau này mình trở thành bác sĩ, nhưng mà ông thầy tiểu học mình vẫn coi là thầy, tại vì ông đã dạy cho mình từ ABC, thấy không? Đó, thì quý thầy xưng là thầy theo quan niệm thế gian, còn thầy đúng nghĩa tại đạo Phật là đạo sư, tức là thầy giác ngộ, em được giác ngộ, truyền đạt cho mình để cho mình giác ngộ. Thì đó là Tam Bảo. Rồi khi quý vị Tam Bảo rồi đó, quý vị sẽ được bảo vệ là không lọt ba đường ác, sanh ra kiếp sau làm người có nhân duyên gặp Phật pháp tu hành để mà giải thoát. Nhưng mà đã nương tựa rồi mà không có gì hành trì đó thì nó trở thành ra không biết mình làm cái gì. Thành ra sau khi nương tựa rồi thì Phật đem một cái pháp căn bản của đạo Phật dạy cho quý vị, thì nó gọi là ngũ giới. Ngũ giới là một trong những cái quy pháp mà quý vị phải hành, thấy không? Mà nó là quy pháp đầu tiên, tức là Phật dạy cho mình, mà nói là chúng sanh trong ngũ của ấp thế này dễ làm bậy, dễ tạo ác để sanh địa ngục và bị súc sanh lắm. Thành thử ra Phật nói là hãy nên ngăn ngừa mấy cái này. Ngũ giới là mục đích là ngăn ngừa để mình khỏi đã đọa đạo ngục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và làm sao là sanh được phước báo để sau này mình sanh ra làm người. Nó có được là người có quyền lực, có trí tuệ, có sức mạnh, có sắc đẹp, có quyến thuộc, có tất cả những điều tri thức để khi mình phát một khởi một cái tâm nào tu hành thì chính cái tâm này nó làm cho mình giải thoát. Đó là cái vấn đề mà sau khi mà quý vị thọ tam quy thì nó có cái là thọ ngũ giới, nhưng mà trong ngũ giới nó khó lắm quý vị, thấy không? Thành ra sau này chư tổ hồi xưa Đức Phật là kêu là thọ ngũ giới là ngũ hết, không có ngũ giới hết chứ không có cái vụ mà miễn. Nhưng mà sau này chư tổ nói là thế gian càng lúc ngũ trược ắt thế càng nhiều, nên nhiều giới chúng ta thọ không được. Cái càng như bây giờ nói thọ với nó dối nè, thấy khó không? Ngài dám nói mình nói thiệt không? Nó khó lắm, thấy không? Như chứ không có rượu cũng có thể làm được, phải không? Chứ không tà dâm thì cũng dễ đi, thấy không? Chứ không sắc xanh thì không phải khó rồi đó,
ha, thành thử ra là có nhiều giới. Nếu mà đời như mà hồi xưa như Phật là phải ngũ giới nó khó quá, thành ra chư tổ sau này nó nói là trong ngũ giới này đó mình tùy theo khả năng mình thọ bao nhiêu giới cũng được. Phật truyền thì khi mà chư tăng truyền hết cả năm giới, truyền hết năm giới, nhưng mà lúc đó mình nhẩm lại giờ mình đang làm cái nghề chẳng hạn như là môi giới, môi giới nhiều khi cũng hơi ca tụng lên hơn chút, thấy không? Là sao đó, đại khái ví dụ để cho ta mua, ví dụ vậy, thấy không? Cái tâm mình không có ác nhưng mà nhiều khi phải như vậy, đại khái mà nó là quảng cáo á, quảng cáo là nó không có đúng sự thật, thấy không? Đa số cái gì đây là bên Mỹ là chuyên này đó, bên Mỹ là quảng cáo dữ lắm, ta thấy cái gì cũng quảng cáo, là TV cũng quảng cáo quá trời luôn á, thấy không? Mà chưa chắc cái đó là sự thật, thấy không ta? Thì chẳng hạn như mình tới cái giới đó, Phật hỏi bây giờ tới cái giới đó có gì vậy được không? Chẳng hạn đó gồm có là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngữ, vũ rượu, có năm giới thôi. Thì Phật hỏi mà giữ cái giới nào thì mình được phước cái đó. Phật đặt giới không phải là làm cho mình bị tổn hại hay là ngăn cái tự do của mình, mà chính là ngăn chặn những cái hại nó sẽ đến cho mình nếu mình phạm vào cái đó, mà không những đến cho mình trong cái kiếp này mà đến mình trong những kiếp sau nữa. Thành bây giờ giữ được thì càng tốt. Còn nếu giữ không được thì im lặng. Nó thầy hỏi giữ cái đó không, mình nắm rồi, tôi đang làm cái nghề đó, thấy không? Mà làm chẳng hạn như bây giờ người đang đánh cá đi, thấy không? Đánh cá hỏi bây giờ giữ giới xanh không được, không lẽ mình nói giữ được? Ngày nào cũng đi đánh cá giữ được thì tạm thời, giữ không được im lặng, thấy không? Mình ráng giữ mấy giới khác, ví dụ gì đó, thấy không? Thì mình vẫn được cái phước. Còn nếu cái gì mà chẳng hạn như mình ngon lành mình nói là không giữ được thì cũng được, nhưng mà mình có phạm là phải sám hối. Sám hối để mình xin Phật, cũng như là con u mê nên con không tránh được cái tâm tham nó nổi lên, con không có ngừa được cái đó. Nay con nói mà mình sám hối thì mình nói là nhờ cái năng lực sám hối, nhờ năng lực Bồ Tát. Tại vì sao vấn đề quy ngũ giới nó có lâu lâu chùa một tháng tổ chức Bồ Tát một lần, để khi mình có phạm giới mình tới để mình thú tội, để mình nhờ lực của công đức mười phương chư Phật cái chư tăng để mình xả được cái nghiệp đó. Thì nếu mình lỡ mình có phạm cái đó đi, thì mình có những cái buổi mình sám hối, hay có những buổi mình Bồ Tát để mình xin, mình phát lồ, mình sám hối để mình xả cái tội đó đi. Thì người ta tôi nói là cũng như cái áo đó, mà nó dơ đó mà giặt lại thì vẫn còn xài được. Không phải là dơ là nói với Đạo Phật á, tội lỗi vẫn có thể tiêu trừ. Nếu nhưng mà cách ít nhất quý vị phải biết là tội, mà biết áo là dơ để mới giặt. Còn nếu giờ mình không có thọ giới mà không quy y đó, thì mình không biết cái nào là dơ là sao mình giặt cái áo dơ nó, mình vẫn bận mà tưởng nó sạch. Do quý vị thọ giới và biết rất là lỗi nên mình mới sám hối, do mình sám hối thì nó mới sạch, mình không có mang cái tội đó. Thành ra mình biết là cái áo này nó, cái màu đó nó không có đúng là màu cái áo, nên mình giặt thì cái vết nó mới mất, thấy không? Thành ra có thọ giới nó lợi lắm, nó ngăn ngừa được những cái ác. Mà nếu cái ác nó có phạm, mình biết cách để mình tẩy đó. Do cái tẩy đó những cái ác nó không còn dính mắc mình nữa, nên những cái ác đạo trong địa ngục ở súc sanh nó không xảy ra. Và trong tương lai á, và nếu mà mình giữ viên mãn thì phước báo nó phát sanh. Mười phương chư Phật ủng hộ, tứ thiên vương ủng hộ, tất cả những ma chướng nó không xảy ra cho mình. Tại vì quý vị là đệ tử của Phật thì ông tứ thiên vương tức là ông mà coi của mình nè, ông tứ thiên vương là coi hết mình á, ông đó dưới quyền ngọc hoàng thôi. Ông nghe là làm dịch nè, làm mưa nè, làm bão nè, làm gió nè, ông làm mình bão tuyết nè, chắc ông tứ thiên vương không làm á, thấy không? Tầm chút xanh giờ khi nó không được, nó không có được thánh thiện phạt mình á, trong cái kinh điển nó nói vậy đó. Thì nhờ cái năng lực này, nhờ cái năng lực bảo vệ tứ thiên vương, lúc đó là Phật tử giống mình á, thì họ sẽ bảo vệ cho mình. Nếu mình giữ ở dưới đàng hoàng quy nữa là thì họ là mình giữ, họ giữ cho mình, bảo vệ cho mình để mình khỏi đọa vào những cái khổ não trong cuộc đời của mình. Thì tạm thời á, giới nó dài lắm quý vị. Mình nói là tạm thời là bây giờ bữa nay quý vị mới hay là những người cũ mà bây giờ muốn phát tâm thọ lại để tăng thượng giới đó, thì cũng là một cái điều tốt để mà nhắc lại cái giới thể của mình, làm cho giới thể mình viên mãn đó. Thì đó là một cái điều lành. Thì quý vị nên nhớ là hãy phát tâm chí thành, thấy tam bảo là quý, cái này mới quan trọng. Còn nếu mình thọ như một cái phong trào thôi thì không có gì hết trơn. Mình phải quý thật, mình được có nhân duyên giống như ngày Pháp Hiền mà trước đó mà khóc vậy đó. Hồi xưa đã sống gặp Phật, bây giờ mới gặp là thiên tăng là mà cũng còn khóc nữa. Hút như gì người thường nghe nói không thấy ai khóc hết trơn đó. Thiên tăng rồi đó, họ đọc có pháp rồi mà còn khóc. Con bị bạc phước nào mà sanh vào thời không có Phật, thế mà con được nhân duyên thù thắng nào mà con đã được làm áo tăng, thế mà con được nhân duyên nào mà nay tới được ngay chỗ thánh tích này, mà được diện kiến được ngay chỗ mà Đức Phật như kia và ngày kia, thấy không? Thì quý vị phải có một cái niềm sùng mộ, mà thấy mình bất hạnh thật. Bây giờ mình có nhân duyên thù thắng mà ngày hôm nay tại chùa Tịnh Luật đây,
À, là mình có nhân duyên tối trước là đệ tử của chư Phật mười phương làm cái lễ cho mình thọ tam quy ngũ giới, mình trở thành một Phật tử ngang đồng với mười phương con của Đức Phật. À, mặc dù cái đại nguyện khác nhau, cái là tu hành nó khác nhau, cùng nhau nương tựa, cùng nhau bảo vệ, à, cùng nhau phấn tấn, à, để mà vượt qua tất cả khổ đau, thành tựu tất cả những cái pháp lành mà chư Phật đã dạy, à, trong cuộc đời này được hạnh phúc và nhân trong cuộc đời sau, không những mình và những người chung quanh mình, à, được những cái pháp lạc đó, được những hạnh phúc cũng giống như lời mong cầu của Đức Phật. À, thì bây giờ thì cái buổi pháp thoại nó cũng hết giờ rồi. À, và cái giờ thọ giới của những Phật tử mà hôm nay phát tâm á, à, sẽ cũng là sắp sửa xảy ra. Thì để kết thúc bài pháp này, để chúc cho quý vị hôm nay những vị đã phát tâm, à, thọ của tâm viên ngũ giới cũng như là những vị đã thọ rồi, à, mà hôm nay muốn nương vào cái pháp hội mà thọ rồi không qua ngũ giới mà thọ lại một lần nữa để tăng trưởng giới thể, tăng trưởng công đức của mình, à, à, được nhà mười phương chư Phật phóng quang làm cho giới thể viên minh, à, à, công đức đầy đủ, cũng như là năm mới nương vào cái lịch thiện của tam bảo, lịch thiện của giới, à, quý vị sẽ có một đời sống an lạc hạnh phúc, à, cũng được chư thiên bảo vệ và có một cái đời sống có đúng ra trên nghĩa là đời sống của một người Phật tử. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi giờ mình niệm Phật ha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh đạo.